Rồi giao bộ này con cho khách, cô đứng chị nha. Anh chị có nhu cầu mua bộ cứ liên hệ số điện thoại để trên màn hình nha. Bộ này con 21 triệu của chúng chị nha. Rồi hello cô chú anh chị, hello cả nhà ha. Bữa nay ngày 22 tây tháng 9 hàng trại bò Phong Đi 29. Kính chào cô chú anh chị nha. Đó. Thì trước mắt cô chú anh chị thì bữa nay là một bộ mẹ con nghe được và Pháp nha cô chú anh chị. Mẹ Pháp nghe được Pháp nha. Thì trước khi xem cô chú anh chị cho em một like, một đăng ký nha, có động lực làm video nhiều tí cô chú anh chị mình nha. Đó con mẹ hiện tại trước mắt thì em đo chiều cao nó 1m35-36 bò gì cô chú anh chị mình nha ha. Còn con nghé em đo chiều cao là 1m bò. Đó. Thì anh chị nào có nhu cầu gần xa, có nhu cầu mua cứ alo nha. Đó. Số điện thoại là 0378 709 707 nha. Địa chỉ của trại là xã Mỹ Thạnh, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, Úc. À, đó hen. Thì anh chị cô chú gần xa có nhu cầu mua cứ alo em hen. Số điện thoại của Zalo của trại luôn nhé cả nhà. Thì cho em xin một phút em giới thiệu cái địa chỉ cơ sở 2 trong trại trong chợ mới An Giang là ngã ba thì tấn mới luôn, huyện chợ mới tỉnh An Giang. Cô chú anh chị có nhu cầu Đồng Pháp với An Giang có nhu cầu mua bò đực Pháp Kem 3B ha. Cô chị đến trực tiếp đó, bò lúc nào cũng có trại ha, tha hồ mình cộng lửa. Mình đứng nào mình mua nấy cô chú anh chị ha, mình không cần qua điện thoại máy móc, mình sợ bò bự bò nhỏ này kia cô anh chị các kiểu ha. Đó, thì tiền nào cũng nấy hết cả nha. Đó. Mẹ con nghe được kem thì quá vip. Đây. Đó. Đó cô chú anh chị ha. Đó thì em sẽ quay cụ thể chi tiết từ con cho cô chú anh chị mình xem nha. Đó thì đối với những bò có đẻ lò như thế này thì bên trại sẽ bao lò lú cô chú anh chị mình trong vòng 3 tháng nha. Đó thì hiện tại con bò mẹ chủ nhà nó có cấy lại là được 1 tháng rưỡi rồi cô chú anh chị ha. Con nghé đợt này khoảng tầm tháng tuổi, nó phải giá 4 tháng rưỡi tuổi nha cô chú anh chị. Em thì giá cả cực kỳ yêu thương, thì em không làm mất thời gian lòng vòng mất thời gian của chú anh chị mình nữa. Giá cả mẹ con bọn mẹ con bán giá công khai cho cô chú anh chị mình luôn là 38 triệu, là bao ship cho cô chú anh chị mình 200 số ha. Đó thì hiện tại theo em mà quan sát em chia bò cho cô chú anh chị mình luôn ha, 38 triệu thì hiện tại là con bò mẹ là 24 triệu ha, con bò nghé được 14 triệu, thì nói chung là nó tương đương với cô chú anh chị. Con mẹ là 14 triệu tiền thịt, tí 24 triệu thịt, còn con nghé lực thì hiện tại giá 14 triệu. Nói chung mình chia đường này cũng lời hết, nói chung thấy giá cũng rất yêu thương, hợp lý. Rồi em sẽ quay cụ thể chi tiết từ con cho cả nhà xem nha, cho em xuống cho. Đây, xe đầu đây. Xe đầu khá là đẹp, thấy cả nhà. Đó, xe lưng cũng nghiêm chỉnh nha. Bò mẹ này mới đẻ lứa đầu tiên nha cô chú anh chị, chân cẳng móng này cực kỳ. Đó, chân cẳng móng trước móng sau cực kỳ. Đó, rồi con bò cái này vô làm luôn. Bò cái này chiều cao chắc 1m1 cô chú anh chị ha. Cái Pháp Kem ha, thì giá cực kiểu thương. Giá nó là báo giá chưa công khai cô chú anh chị mình luôn, 11.500 ha. Đó, cô anh chị nào có nhu cầu mua cứ alo nha. Bao tặc lỗi tầm trăm, chân cẳng hoàn thiện hết nha cả nhà. Đó, cái Pháp Kem hen, nó sinh sản được luôn hen, đi vòng cao 1m1 nha cả nhà. Đây em quay lại mẹ cho đầu trụi nha cả nhà hen, đầu trụi kem Pháp trên này kem giấy nha cô chú anh chị, chân cẳng móng rất là ok, vú mớm lắc là ngon lành hen. Nói chung là chân cẳng giá cả này kia nó rất là hợp lệ hen. Rồi đổi nghe đây, quay qua nghe này. Nó thấy em nó nhát, nó xài dùng vòng lưng đôi cả nhà, lưng đôi đích đôi hen, kem giấy luôn cô chú anh chị hen. Nè đầu cổ đẹp ghê không nó. Nè lưng đôi nè, nó cả nhà thấy á, nè đích nè, đích khủng hoảng. Nè đó, này quất đây luôn đó, là đang nó tối đầu cổ rất là đẹp nha cô chú chị, bao cho cô chị chân cẳng tặc lỗi 100% nha, chân cẳng không có gì hết nha cả nhà. Bò này tầm 4 tháng rưỡi tuổi cô chú anh chị mình nha. Đó, mẹ con rất là cực kỳ, mẹ con em nhắc lại cho cô chú anh chị mình nữa là 38 triệu nha. Còn nghe cái này, nghe cái này thì là 11.500, anh chị cô chú gần xa có nhu cầu mua cứ alo ha. Đó, nói chung giá rất là yêu thương. Đó, chân cẳng xương sống rất là bự lắm cả nhà ha. Đó,
Thì mẹ con mẹ này là tặng nhất kìa cô chú trời ha. Mẹ kem giấy này dữ lắm. Chiều cao nó 1m30 35-36 bò gì cô chú anh chị ha. Đầu trụi lũi á, chân cẳng xương á, lần nào nãy gì cục đình á, rất là khéo ha. Rồi đổi nghe. Rồi ha. Thì chủ nhà có gieo tinh lại là 1,5 tháng gì cô chú anh chị. Mình thì về nếu mà hên chữa luôn thì ok ha. Thì hiện tại bên bò anh em thì đã có chích người viêm da nổi cục, lông mòm, lông móng, trụng trùng cho cô chú chị mình hết rồi ha. Cô chị em tạm gì bằng đó nha. Đó. Rồi hen, thì clip cũng dài, em cũng kết thúc video đây. Cảm ơn cô chị đã bỏ nhiều thời gian theo dõi và ủng hộ trại trong thời gian qua ha. Quên là xin lỗi nha, em đang hiện tại đang có chuyến là đi An Giang, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang, cô chú chị mình nha. Còn chuyến của Vũng Tàu thì em mới đi hồi qua rồi ha. Thì anh chị cô chú với Sài Gòn, cô chú anh chị gần xa có nhu cầu mua cái alo nha. Đó thì em kết thúc video đây, cảm ơn cô chị đã bỏ nhiều thời gian theo dõi và ủng hộ trại trong thời gian qua ha. Tại cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Và hẹn gặp lại cô chú anh chị clip ngày mai tiếp tục nha. Rồi chào tạm biệt cô chú anh chị mình nha.